Tắt luật ở LGBT rất là nguy hiểm, và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý về một vài lưu ý. Có kỹ thuật hết chứ không phải luật ra xong đâu nha. Việc đầu tiên mình làm khi phát hiện một con baby bị tắt luật chính là xác định xem da đã bung ra hoàn toàn chưa. Như bé này thì da đã bung ra hết, chỉ là bé không luật ra được thôi. Thì mình sẽ tiến hành luật cho bé. Cẳng chân và đuôi sẽ là hai vùng nguy hiểm khi bị tắt luật. Đuôi thì các bạn biết rồi, nếu làm ẩu thì sẽ bị đứt đuôi ha. Còn chân mới là phần nguy hiểm nè. Trong lúc các bạn thao tác, nếu các bé giãy sẽ rất là dễ bị gãy chân hoặc là nhẹ hơn là chật khớp. Vì chân là GBB còn tương đối yếu, hoặc các bạn kéo trực tiếp ra như vậy cũng sai nè. Thao tác đúng là các bạn duỗi thẳng chân của bé ra trước, giữ hờ rồi kéo từ từ ra. Nếu các bé giãy thì các bạn buông tay ra liền, cho nó muốn chạy đi đâu thì chạy, đợi nó bình tĩnh rồi mình làm tiếp. Thấy không? Làm đúng cách thì rất là dễ, nhìn đơn giản vậy thôi không phải ai cũng biết đâu nha. Và có một lưu ý là các bạn cần xử lý nhanh, chứ vật tới vật lui lâu.